giúp người ta nhận được gì? Kính thưa quý vị, cổ nhân từng nói rằng giúp người cũng là giúp chính mình. Trong cuộc sống, khi bạn giúp đỡ một ai đó, sau này khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ tương đương từ một người nào đó. Hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn có được và không ngừng tìm kiếm trong cuộc sống này. Nhưng không phải ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta thường mong chờ một điều gì đó thật lớn lao từ người khác, nhưng quên rằng một điều là chúng ta cũng phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu bạn luôn cảm thấy không hạnh phúc, tại sao bạn không thử tự mình gieo trồng hạnh phúc cho bản thân? Đó là làm nhiều điều tốt hơn, giúp đỡ người khác và cống hiến nhiều hơn. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác. Quan tâm tới người khác, giúp đỡ họ theo những cách có thể và chia sẻ những gì chúng ta có. Làm được những điều ấy thì cuộc sống an vui với nhiều thành tựu chẳng còn cách chúng ta bao xa. Phải trải qua một đoạn thời gian khá khó khăn và vất vả, tôi mới ngộ ra được bài học vô giá trong cuộc đời mình. Ban đầu tôi nghĩ những người xung quanh không liên quan gì tới việc tìm kiếm thành công trong sự nghiệp, những mối quan hệ tốt hơn, cũng như việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Vì đó là một cuộc chiến mà tôi phải tự mình chiến đấu và chiến thắng. Với tư duy đó, tôi tự khiến cuộc sống của mình thêm phức tạp. Bản thân, tinh thần hay sự nghiệp của tôi cũng chẳng cải thiện được chút nào cả. Sau đó, tôi đã quyết định thay đổi cách tiếp cận của mình. Đó chính là đưa mọi người trở thành một phần trong hành trình của tôi, qua những hành động nhỏ nhưng được thực hiện mỗi ngày. Tôi bắt đầu trò chuyện với những người lạ và cả những người xung quanh tôi nhiều hơn. Tôi chia sẻ với họ những mục tiêu của tôi, cho họ lời khuyên hoặc đơn giản chỉ ngồi lắng nghe những vấn đề của họ và bày tỏ sự cảm thông. Ngoài những hoạt động cá nhân, giờ đây tôi dành thời gian của mình cho cả những hoạt động tập thể. Ví dụ, tôi trở nên năng động hơn trong các hội nhóm ở địa phương hay đi tình nguyện, và tôi đã nhận lại được rất nhiều vì sau đó sự nghiệp, mức độ hạnh phúc, các mối quan hệ và cả sự yên bình trong tâm trí của tôi đều được cải thiện đáng kể. Sau khi trải nghiệm qua những lợi ích tuyệt vời của việc giúp đỡ mọi người, tôi đã làm một nghiên cứu và phát hiện tất cả những ảnh hưởng tích cực này thì ra đều đã được khoa học chứng minh. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn việc quan tâm và giúp đỡ người khác sẽ giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta ra sao nhé. 1. Có lợi cho sức khỏe của bạn. Làm những việc liên quan tới lòng vị tha sẽ mang lại những thay đổi tích cực về sinh lý học, tăng cường hệ thống miễn dịch. Thậm chí, nó còn có thể giúp giảm đau nhờ sự tiết ra endorphin trong bộ não. Tôi bắt đầu đi tình nguyện nhiều năm trước và đã được trải nghiệm những lợi ích đó. Thực tế cho thấy những tình nguyện viên thường sống lâu hơn và có sức khỏe tốt hơn những người không bao giờ chia sẻ, giúp đỡ người khác. Và tôi tin rằng chính những hành động nhỏ bé như ở bên ai đó khi cần, giúp đỡ người gặp nạn trong khả năng của mình sẽ tạo nên những điều lớn lao đối với cả người nhận cũng như người sẵn lòng cho đi. 2. Kiểm soát và giảm căng thẳng tốt hơn. Trong tất cả chúng ta, có lẽ ai cũng từng trải qua những căng thẳng và sự mệt mỏi trong cuộc sống. Nhưng chính bản thân tôi và nhiều người khác lại không biết rằng giải pháp cho tình trạng đó nằm ở việc tình nguyện. Tôi tìm thấy ý nghĩa sống, cảm thấy bản thân thật tuyệt. Những dấu hiệu của trầm cảm, căng thẳng và lo lắng cũng bắt đầu biến mất. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh điều tương tự và nhận định rằng nhờ điều này mà việc đi tình nguyện, làm việc tốt có thể tăng tuổi thọ của chúng ta. 3. Hình thành sự kết nối sâu sắc hơn với chính bản thân chúng ta. Chia sẻ là một cách để mà kết nối với mọi người, nhưng cũng là cách để chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình, tha thứ cho bản thân và biết cảm thông hơn. Việc cho đi thường đem lại cho chúng ta cảm giác tốt về bản thân và hình thành một kết nối sâu sắc hơn, giúp chúng ta sống một cuộc đời có mục đích. Chúng ta cũng hiểu rõ giá trị của mọi thứ hơn khi đi tình nguyện, và điều đó khiến cho quan điểm của bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, nó khiến chúng ta bớt chú ý tới những vấn đề của mình, nhờ đó mà chúng ta dễ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hơn. 4. Nâng cao đời sống xã hội. Những người biết chia sẻ và năng đi tình nguyện sẽ có một đời sống xã hội tốt hơn. Tất cả bắt đầu từ việc nhận biết được hình thức mới của các mối quan hệ xã hội khi chúng ta giúp đỡ những người khó khăn, và điều đó giúp tình bạn trở nên dài lâu hơn. Tuy mục đích của chúng ta đôi lúc chỉ là làm cho ai đó cười sau khi mang tới cho họ một bữa ăn ngon miệng, nhưng chung quy đều xuất phát từ động cơ tốt, và chúng ta dần dần sẽ hòa mình vào xã hội theo cách chân thật nhất có thể. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chúng ta là những con người xã hội, nên sự tác động qua lại lẫn nhau càng nhiều thì tình trạng não bộ của chúng ta sẽ càng tốt. 5. Tăng mức độ hạnh phúc. Không có thứ gì có thể khiến tôi thấy biết ơn về những gì tôi đang có bằng việc cho đi. Bởi lẽ khi chia sẻ và giúp đỡ người khác, chúng ta chứng kiến và thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ, nhưng đồng thời cũng nhận thức được mình đang có cuộc sống sung sướng ra sao. Niềm vui và hạnh phúc sẽ tới khi chúng ta giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng của mình. Từ đó, chúng ta yêu thương và trân quý hơn những người quan trọng với ta trong cuộc đời. Chúng ta cũng biết tự yêu lấy bản thân mình và quý trọng hơn mỗi ngày mà chúng ta đã trải qua trên thế giới này. Chúng ta sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn, làm những việc mình thích và hòa mình vào xã hội nhộn nhịp ngoài kia. Mỗi lần làm việc tốt với người khác, chúng ta tự nhiên sẽ có cảm giác vui sướng, hưng phấn và suy nghĩ tích cực hơn. Đây là một sự gia tăng về tâm lý mà thậm chí có thể gây nghiện, và chúng ta sẽ kiếm tìm nhiều cảm xúc tương tự hơn khi đã được trải nghiệm qua trạng thái đó. 6. Thúc đẩy các mối quan hệ theo chiều hướng tốt hơn. Tôi thấy việc cho đi có ích đối với các mối quan hệ của tôi, và điều này cũng được khoa học chứng minh. Đầu tiên, việc chia sẻ và giúp đỡ người khác nhiều hơn tạo ra sự phát triển về mặt tinh thần và trí tuệ. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Chúng ta cũng trở nên hoàn thiện hơn, dũng cảm hơn, và những điều đó giúp chúng ta nâng cao lòng tự trọng của mình. Tiếp nữa, lòng biết ơn tràn đầy trong trái tim khi chúng ta cho đi cũng tác động tới những mối quan hệ mà chúng ta đang có. Nó sẽ chuyển đổi thành việc quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh ta, trân trọng sự đồng hành cũng như là từng phút giây quý giá bên họ. Bạn biết không, người thân của tôi và những người tôi yêu đều đã ngay lập tức nhận ra rằng tôi đối xử với họ tốt hơn, biết tôn trọng và lắng nghe nhiều hơn, trong khi phàn nàn ít đi. Quả là một điều tuyệt vời. Trên đây là những gì mà tôi đã được trải nghiệm qua và đúc rút được. Hy vọng sau khi đọc xong bài này, các bạn sẽ được truyền cảm hứng và có động lực để mà tích cực giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Khi tôi bắt đầu chia sẻ với mọi người nhiều hơn và ít tập trung hơn vào những mong muốn cùng nhu cầu của cá nhân, sức khỏe tinh thần của tôi được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường phạm phải một suy nghĩ, đó là tôi còn chưa lo cho bản thân xong thì làm sao giúp đỡ người khác. Đó chính là rào cản lớn nhất ngăn cản bản thân đến với sự thành công toàn diện trong cuộc sống. Nếu chúng ta làm đúng cách, cho đi sẽ trở thành một công cụ giúp mọi người đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình.